Quận ủy Ninh Kiều cũng vừa sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng qua, Quận ủy Ninh Kiều luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua đó đã kiểm tra đối với 70 lượt tổ chức Đảng, xây dựng đề cương kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 2 tổ chức Đảng. Ủy ban kiểm tra của Quỹ Ninh Kiều đã tổ chức thực hiện toàn diện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật đối với đảng viên theo thẩm quyền.